Xin chào quý vị và các bạn. Bây giờ đang là một buổi sáng rất là êm đềm, đúng ra là Father's Day. Hôm nay tôi muốn thưa chuyện với quý vị về một cái đề tài là người Việt ở Mỹ, mình là người Việt hay là mình là người Mỹ? Cái câu hỏi này nó đến với tôi một cách tình cờ mười mấy năm trước. Lúc đó tôi không có đang ở Mỹ mà cũng không có đang ở Việt Nam, mà lại ở thành phố Rio de Janeiro ở bên Brazil. Hồi đó là năm 2006, tôi là Director of Marketing cho một cái công ty mà làm những cái dụng cụ phân tích cho nhiều kỹ nghệ. Thì tôi sang bên Rio ban ngày thì rất là bận rộn, mà tối hôm đó thì chúng tôi đi ăn ở một cái nhà hàng đồ biển tên là Laguna, mà tôi nghĩ là bây giờ nó vẫn còn ở bên Rio. Mà cái buổi tối hôm đó là một cái buổi tối rất là thần tiên mà tôi chắc là sẽ khó quên đối với tôi. Thì cái nhóm chúng tôi khoảng mười mấy người, phân nửa là những cộng sự với lại nhân viên của tôi từ Mỹ sang, phân nửa là những người nhân viên của hãng nhưng mà ở địa phương ngay ở Rio. Thì khi mà chúng tôi đến cái nhà hàng đó, nó nằm ở trên một cái cù lao, tức là một cái đảo rất là nhỏ mà trên đó chỉ có cái nhà hàng đó thôi chứ không có cái gì khác. Lúc đó thì trời hơi hơi gần tối rồi, mà trên đó nó có rất nhiều những cái cây lớn, mà trên cái cây nó lại có những cái cây phong lan là trùm gửi ấy, nó mọc ở trên đó rồi nó nhả những cái cành hoa đủ màu sắc xuống. Rồi chúng tôi ngồi ở ngoài trời ở những cái bàn mà trên đó nó có cái mái bằng rơm, rồi có những cái sợi dây đèn ở phía trên. Khi mà chúng tôi nhìn sang phía đông ấy, thì còn thấy cái núi Pedra da Gávea nó nhả thẳng xuống dưới mặt biển. Thì chúng tôi ngồi ăn đồ biển, ban ngày thì nói chuyện làm việc nhiều quá, thành ra ban đêm thường thường là hay thăm hỏi nhau về cá nhân và về gia đình. Thì họ cũng hỏi về cái quá trình của tôi, thì tôi cũng nói là tôi sinh ở Việt Nam rồi sang Mỹ năm 72 đi học rồi đi làm này kia. Thì có một cái cô kỹ sư người Brazil, cô ở địa phương ở đó, cô hỏi tôi một câu mà khá bất chợt. Cô hỏi là trong tim của anh á, thì anh là người Việt hay là anh là người Mỹ? Cô không hỏi là anh là người Việt hay người Mỹ, mà anh cô lại nói trong tim của anh mới là ác chứ. Thì lúc đó tôi đang ngồi ở Brazil, cái cảnh rất là thần tiên, rất là đẹp. Nếu mà tôi nhanh trí thì tôi sẽ nói đêm nay trong tim tôi nghĩ tôi là người Brazil. Nhưng mà tôi không được nhanh trí như vậy, chứ nếu mà nói vậy chắc là mấy cái người địa phương ở đó họ sẽ rất là vui và họ sẽ được một trận cười. Nhưng mà tôi trả lời một cách thẳng ruột ngựa, tôi nói với cô là trong tim của tôi đó, về cái nguồn gốc của tôi thì tôi là người Việt Nam, nhưng mà cũng trong tim của tôi về cái nghĩa vụ và cái quyền lợi công dân thì tôi là người Hoa Kỳ. Rồi tôi cũng nói với cô sơ sơ về cái tính cách hiệp chủng quốc của nước Hoa Kỳ. Nhưng mà sau cái đêm đó, tôi nghĩ từ đó đến giờ nói cái câu đó là một câu rất là câu hỏi rất là hay, mà cái câu trả lời đó nó rất là quan trọng, một phần cho cái thế hệ của mình nhưng mà phần lớn là cho cái thế hệ của các em, các con, các cháu. Trong vòng mười mấy năm nay tôi để ý là có một số những người gốc Việt, nhất là ở trong cái thế hệ trẻ hơn, họ có những cái dao động ở trong tâm hồn, họ không có biết là họ là ai, tức là gọi là identity crisis. Khi mà họ nghĩ họ là Mỹ thì khi mà soi hương thấy mình da vàng, tóc đen, tổ tiên của những người, nhiều người ở đây sang đây từ 200-300 năm, còn bố mẹ, ông bà mình thì sang đây giỏi lắm là 40, 30, 20, 10 năm. Rồi thậm chí thỉnh thoảng lại có những cái đứa vô giáo dục nó nói là you go back to your country. Thành ra làm cho họ thấy hoang mang về cái phương diện đó. Mà nói là người Việt cũng không có ổn, bởi vì rất nhiều các cháu sinh ở đây, hay là có những người mình sinh ở Việt Nam nhưng mà mấy chục năm rồi chưa có về Việt Nam. Mình ăn học ở đây, mình đi làm ở đây, mình trả thuế, mình bầu cử ở đây. Thành ra nói là Việt Nam cũng cũng không có ổn. Mà nói là nửa Việt nửa Mỹ cũng không ổn. Tại vì không lẽ là khi mà mình đi phỏng vấn cho công việc hay là mình đi làm ở trong sở thì những người khác là 100% là Hoa Kỳ, còn mình thì chỉ có phân nửa thôi hay sao, tức là mình thua kém hay sao, nó cũng cũng không ổn đó. Thì sau khi mà tôi sang Mỹ được một thời gian đó, tôi cũng có những cái bâng khuâng như vậy ở trong lòng. Rồi sau đó khi mà tìm được cái câu trả lời rồi đó, thì cái sự bâng khuâng đó, nó mất đi,
mà mình tìm được một cái sự yên ổn ở trong cái tâm lý của mình, mà mình tìm được cái sự tự tin mà vững vàng, mà cạnh tranh tranh đấu nó rất là mãnh liệt, mà nó rất là thành công hơn. Lúc đó mình không có để một số người ở trong cái xã hội chung quanh mình với một cái suy nghĩ sai lầm mà họ làm cho mình kém có cái ý thức ở cái giá trị hoàn toàn của mình, hay là họ không có làm được cho mình tự có những cái thành kiến mà chính mình lại đè mình xuống để mà ngăn cái potential, tức là cái tiềm năng của mình để mà nó phát triển hoàn toàn. Thành ra khi mà tôi nhìn lên trên thì cũng biết có rất là nhiều vô số những người gọi là có nhiều thành quả hơn mình, mà chính cái thành quả nhỏ nhoi của mình cũng là do may mắn nhiều, do nhiều người giúp đỡ. Nhưng mà nếu có một cái phần nào thành quả trong đời mình mà mình nghĩ là từ cái nỗ lực của mình thì tôi nghĩ là cái câu trả lời là cái vị trí của mình trong cái xã hội này nó như thế nào, nó giúp một phần không nhỏ cho những cái thành quả đó. Thành ra tôi rất là muốn chia sẻ với lại quý vị, và nhất là cho cái thế hệ các em, các con, các cháu của mình về cái vấn đề này. Thành ra trước hết ở một cái mức tổng tổng quát thì cái nước Mỹ nó khác với lại rất nhiều nước ở trên thế giới. Thí dụ nhìn nước Nhật chẳng hạn, tổ tiên của họ đến đây cả muôn đời rồi, rồi họ cứ nghĩa là cha truyền con nối rồi ở đó. Trong khi đó nước Mỹ thì chỉ khoảng chưa đầy 300 năm trước thì mới có những người dân tứ xứ ở nhiều nước đến đến đây. Thì mỗi một người mà tới đây họ đều mang theo cái nguồn gốc, cái di sản, cái heritage riêng của họ. Nhưng mà đồng thời tất cả cũng đều là công dân Hoa Kỳ hết. Thành ra trong trường hợp người Việt của mình cũng vậy thôi, không có cái gì khác hết. Là mình cũng có 100% cái di sản, cái nòi giống của mình là Việt Nam và 100% là công dân Hoa Kỳ. Mà giữa hai cái đó nó không có cái gì là mâu thuẫn với nhau cả. Mình không có phải giả một cái gì để mình hơn một cái kia. Cũng như nếu ai mà hỏi tôi là anh là chồng hay là anh là cha, thì trong tim tôi cảm thấy tôi là 100% là chồng mà cũng là 100% là cha. Tôi xin kể chuyện của cố thượng nghị sĩ Ted Kennedy. Thì ông rất là kiêu hãnh về cái nguồn gốc từ Ireland của ông, tức là Ái Nhĩ Lan. Mỗi năm vào ngày 17 tháng 3 đó thì người Ái Nhĩ Lan họ ăn mừng cái ngày lễ St. Patrick's. Cái ngày đó họ dùng cái màu xanh lá cây như là cái màu tiêu biểu. Thì lúc sinh thời, thượng nghị sĩ cũng thắt cà vạt màu xanh, đi vớ màu xanh, rồi đi diễn hành cùng với lại mọi người. Và ông rất là kiêu hãnh về cái nguồn gốc Ireland của ông. Nhưng mà chỉ vì ông rất là kiêu hãnh với cái nguồn gốc đó, có nghĩa là ông là công dân Mỹ kém hơn tí nào không? Hoàn toàn là không. Không những ông là 100% công dân Mỹ mà ông còn là một thượng nghị sĩ rất là có tài và đã làm ra nhiều đạo luật mà cái ảnh hưởng rất là tốt cho nước này nó vẫn còn hiện hữu cho đến ngày nay. Rồi anh của ông đó là tổng thống John Kennedy, là một tổng thống rất là lừng danh ở trong lịch sử của Hoa Kỳ. Thành ra trước hết bây giờ tôi muốn nói với quý vị là cái gì nó định nghĩa là người công dân Hoa Kỳ. Cái gì nó là cái điều kiện để là công dân Hoa Kỳ. Nhưng mà trước khi tôi nói cái đó, tôi lại muốn nói cái gì không phải là điều kiện để là công dân Hoa Kỳ. Bởi vì cái phần này là cái phần có rất nhiều những cái sự hiểu lầm, sai lệch. Không phải là chỉ trong những cái người thiểu số như người gốc Việt, mà đối với một số ở trong cái đa số người da trắng, không không phải là tất cả nhưng mà một số. Thành ra tôi muốn nói về cái vấn đề đó. Thứ nhất là có cần phải là da trắng, tức là Caucasian, thì mới là công dân Hoa Kỳ không? Câu trả lời là chắc chắn không. Quý vị coi ở trong hiến pháp, trong Constitution của Mỹ, từ đầu cho đến cuối, không có nơi nào nói là phải là da trắng mới là công dân Mỹ. Mà những người lập quốc, tức là những người founding fathers, họ suy nghĩ cẩn thận lắm và họ bàn bạc về cái hiến pháp trong vòng rất là nhiều ngày
Nếu mà họ đã muốn làm vậy thì họ đã làm rồi, họ đã ghi trong hiến pháp là phải là da trắng thì mới là công dân Mỹ, hay là họ có thể ghi là 70% dân số phải là da trắng, còn nếu mà lên quá thì sẽ phải ngừng lại cái chuyện cho di dân vào để giữ là 7%. Nhưng mà họ đâu có làm cái chuyện đó. Và lý do họ không làm cái đó bởi vì những người mà Founding Fathers, họ là những người yêu nước và là họ những người khôn ngoan. Họ muốn lấy thật là nhiều nhân tài vào trong Mỹ. Mà nếu mà chỉ có giới hạn vào trong một cái chủng tộc thôi đó, thì đâu có được nhiều nhân tài như là ngày nay. Mà tôi cái video này không có đủ thời giờ để kể tên ra hết, nhưng mà quý vị cũng dư biết, nhìn vào những cái người mà có tài mà giúp cho cái nước này là từ đủ mọi màu da, từ da trắng, da đen, người Á Đông, người Hispanic. Thành ra đó là cái lý do mà những người Founding Fathers họ làm chuyện đó. Thì tôi nghĩ là ở cái từng lớp mà ý thức á, tức là conscious level á, thì mình ấy dĩ nhiên rồi, nước này là hiệp chủng quốc. Nhưng mà ở cái mức mà subconscious, tức là tiềm thức á, thì mình nghĩ sao? Tôi nhớ lúc gần đây có một lúc 5-6 cặp vợ chồng người Việt chúng tôi đi ăn tiệm sắm ở một cái tiệm tàu. Tiệm nó rất là đông và trưa của chủ nhật. Thì ngồi một lúc thì một trong những cô ở trong nhóm cô nhìn chung quanh hiện về xong này cô nói là không thấy người Mỹ nào hết. Lúc đó tôi cũng sửng sốt, tôi nghĩ làm sao mà cô có thể nhìn mà cô biết là không có người Mỹ. Nhưng mà quý vị cũng hiểu ý tôi rồi, cái ý cô nói là không có người da trắng. Mà nếu mình nhìn lại đó, cũng có những lúc mình nói những câu như vậy, nó rất là vô tình. Nhưng mà thật ra mỗi lần mình nói vậy đó là mình gửi một cái tín hiệu vô hình nhưng mà nó rất là nguy hiểm đối với lại những thế hệ tới. Mỗi lần mình nói như là một cái vết dao cắt vào cái tâm lý của các con, các cháu là phải là da trắng thì mới là người Mỹ. Nếu mà không phải là da trắng thì là không phải người Mỹ, không có thuộc về nước này, hay là một cái loại công dân thấp hơn, tức là second class citizen. Thành ra tôi muốn nhắn nhủ với tôi cũng như với lại các bạn là khi mình nói chuyện, mình chỉ cần nói là cái ông đó hay cái bà đó thôi, hay là nếu cần phải nói tới cái màu da thì chỉ nói là cái ông da trắng đó hay là cái bà da đen đó thôi. Thành ra tôi chỉ muốn nhắc lại một lần nữa là da trắng không phải là điều kiện để là công dân Mỹ. Có cần phải có tổ tiên tới đây từ 200-300 năm trước mới là công dân Mỹ hay không? Câu trả lời cũng là không. Cũng vậy, quý bạn vào hiến pháp sẽ không có thấy nơi nào là đẻ như vậy hết. Cách đây cũng một vài năm, tôi có coi một cái chương trình trong TV có cái sự tranh luận giữa một cái cô bình luận chính trị người da trắng và một cái người nữa là gốc là Hispanic. Thì khi mà cái anh gốc Hispanic vừa mới nói là như là một công dân Hoa Kỳ, tôi nghĩ rằng thì cái cô da trắng chặn lời lại nói là anh nói anh là công dân Hoa Kỳ nhưng mà tổ tiên của anh có đến đây bằng cái tàu Mayflower hay không? Tức là trong đó có cái điềm chỉ là tổ tiên phải đến đây từ 200-300 năm trước mới là công dân Hoa Kỳ, thì cái cô đó hoàn toàn là sai. Mình rất là biết ơn những cái người mà tới đây lập quốc vào đầu thế kỷ thứ 17, mới đầu một nhóm người khoảng 100 người tới cái thành phố Jamestown ở Virginia, rồi khoảng mười mấy năm sau lại có một nhóm nữa cũng khoảng 100 người đến bằng cái tàu Mayflower tới thành phố Plymouth ở Massachusetts để lập nghiệp. Thì cái lúc họ mới sang đó, rất là vất vả, chưa có một cái cơ cấu xã hội, chưa có một cái sự giúp đỡ nào. Họ cực khổ vô cùng, nội trong có một năm đầu sau khi tới mà đã phân nửa số người chết vì thương寒, vì đói, vì lạnh. Mình sang đây cái lúc đã có các cơ cấu rồi, đã có sự giúp đỡ rồi mà mình còn thấy vất vả nữa. Thành ra mình rất là biết ơn cho những cái người đó. Nhưng mà đã nói cái đó rồi, mình cũng phải nói là đó không có phải là cái điều kiện để mà là công dân Mỹ. Giả thử như bây giờ mình dùng cái iPhone là do ông Steve Jobs là người có công lúc mà là CEO của công ty Apple. Bây giờ thì ông đã mất rồi. Nếu mà mình mua, mình trả tiền đầy đủ và mình bảo trì cái máy iPhone, bây giờ có ai nói là iPhone chỉ được dùng và chỉ thuộc về ông Steve Jobs và các con cháu, các hậu duệ của ông thôi?
thì bạn nghĩ là như thế nào? Câu tới là có cần phải là cái tôn giáo nào thì mới là công dân Mỹ không? Thì chắc các bạn cũng biết câu trả lời là không. Hiến pháp hoàn toàn không có nói chuyện đó. Mà trong cái tu chính án số 1 lại còn rõ ràng nói là không có được đề cao một cái tôn giáo nào ở Mỹ cả. Một trong những cái lý do mà những người mà lập quốc mà họ sang bên này lúc bấy giờ là để họ tránh cái sự hà hiếp của The Church of England, tức là cái chính giáo ở bên Anh lúc đó, bởi vì họ không có thực thi cái chuyện tôn giáo đúng như là ý của chính giáo. Thành ra hơn ai hết họ biết là phải cho cái tự do tôn giáo. Thành ra mình có thể là đạo Thiên Chúa giáo, đạo Tin Lành, đạo Phật, Hồi giáo hay hay là không có đạo gì hết cũng vẫn có thể là công dân Hoa Kỳ. Một cái điểm cuối cùng mà không phải điều kiện nữa mà tôi muốn nói với quý vị là có cần phải nói tiếng Anh giỏi, có cần phải nói tiếng Anh từ khi mới đẻ thì mới là công dân Hoa Kỳ không? Cũng không. Nhưng mà trước khi tôi nói tiếp, để quý vị không có hiểu lầm tôi, tiếng Anh là cái tiếng được dùng rất là nhiều ở Mỹ. Thành ra học tiếng Anh rất là có lợi, nói tiếng Anh thạo rất là có lợi. Nó mở nhiều cái cửa của cơ hội cho mình. Thành ra tất cả những người di dân đều nên học tiếng Anh. Nhưng mà nói là nên học nó khác với lại nói nó là điều kiện, cũng như mình nên có một cái xe hơi vì nó rất là tiện lợi, nhưng mà không thể nào nói là phải có xe hơi thì mới là công dân Mỹ. Các bạn thấy không? Thành ra cũng không cần phải cái điều đó nữa. Bằng chứng là khi mà quý vị đi thi vào quốc tịch đó, nếu mà biết tiếng Anh là một cái điều kiện để làm công dân thì phải có thi tiếng Anh, đúng không? Đằng này đó mình còn có thể thi quốc tịch bằng tiếng Việt hay là bằng những cái tiếng khác, thành ra ngay đó là cái bằng chứng. Tiếng Anh á, sở dĩ gọi là tiếng Anh á, là bởi vì nó đến từ nước Anh ở bên Âu Châu. Chứ nó không phải là cái mà nó dính liền vào trong xương tủy của nước Mỹ, tức là nó không có inherent với lại nước Mỹ. Cũng như là tiếng Spanish thì nó đến từ nước Spain ở bên Âu Châu, vậy thôi. Trong mấy chục năm mà tôi ở đây đó thì cứ vài năm lại có một cái phong trào muốn làm thành luật là tiếng Anh là tiếng chính thức của Mỹ, tức là English as an official language. Nhưng mà người Hoa Kỳ nói chung đó, họ rất là hiểu biết và phải chăng, thành ra lần nào cái phong trào đó cũng bị đánh bại hết. Lý do là bởi vì có phải những cái người mà đòi cái chuyện đó là những người họ thương, họ muốn giúp những người di dân để học tiếng Anh không? Khi mà hỏi ra mới thấy là họ không có cho một đồng bạc hay là không có bỏ ra một tiếng để mà giúp dạy cái việc tiếng Anh cho những người di dân. Thành ra cái phong trào đó nếu mà mình nhìn sâu nó chỉ là một cái sự kỳ thị trá hình mà thôi. Thành ra nãy giờ tôi nói những cái mà không phải là cái điều kiện để là công dân Hoa Kỳ. Chứ vậy thì cái điều kiện là những cái gì? Cái điều kiện đầu tiên thì rất là đương nhiên, tôi không có muốn nói nhiều, tức là phải có quốc tịch thì mới là công dân Hoa Kỳ. Nếu không có quốc tịch thì không phải là công dân Hoa Kỳ. Nhưng mà cái mà tôi muốn bỏ nhiều thời giờ hơn để nói là cái mà nó định nghĩa người công dân Hoa Kỳ là những cái lý tưởng, những cái tinh thần của Hoa Kỳ, tức là the American values. Nếu mà dịch sát thì nói là dịch là những cái giá trị của Hoa Kỳ, nhưng mà tôi nghĩ là cái chữ tinh thần với cái chữ lý tưởng đó, nó đúng hơn. Có một cái câu mà tôi nghe rất là lâu rồi mà tôi rất là thích, rất là ngắn gọn là America is an idea, it's an ideal. Tức là Hoa Kỳ là một cái ý tưởng, một cái lý tưởng, chứ nó không phải là một cái màu da hay là một cái tôn giáo hay là một cái ngôn ngữ nào cả. Thì những cái lý tưởng đó là những cái gì? Thì thí dụ như là một cái lý tưởng là cái tinh thần dân chủ. Một cái lý do nữa mà những người lập quốc họ sang đây là bởi vì họ muốn trốn cái chế độ vua chúa, thành ra cái tinh thần dân chủ, cái tinh thần không muốn sống ở dưới vua chúa hay là dưới một cái người độc tài là một cái tinh thần mà nó mang từ những người lập quốc sang tới đây. Cái thứ hai là cái tinh thần tự do cá nhân, tức là individual freedom, tự do ngôn luận. Chẳng hạn nhiều nước khác nếu mà nói cái gì chỉ trích vua hay là chính phủ là có thể bỏ vào tù. Bên đây á, là cái hiến pháp nó bảo đảm là những người phát biểu ý kiến không thể nào bị
chính phủ cho vào tù được, trừ khi cái sự nói đó làm cho người khác bị thương tích hay là tổn mạng, rồi hay là tự do về tôn giáo, tự do có thể đi lại ở trong nước mà không có bị quấy rầy. Một cái tinh thần lý tưởng nữa là cái tinh thần tự lập, tức là independence and self-reliance. Cái tinh thần nó cũng đến từ cái lúc lập quốc, như tôi nói, lúc mà sang họ khó khăn, họ không có lệ thuộc được về cái gì hết. Thành ra cái tinh thần tự lập, tự cường nó là một cái tinh thần ở trong xương tủy của nước Mỹ. Mà đây là một cái tinh thần mà người Việt là một cái gương rất là sáng. Khi mà chúng ta mới qua đây, như là không có bao nhiêu, nhiều khi tài sản cũng mất mát nhiều. Mà mình không có trách móc, mình không có than phiền, mình không có đổ tội cho hoàn cảnh hay là cho ai khác. Mà chỉ làm việc chăm chỉ thôi. Thành ra mình là một cái biểu dương cái tinh thần mà tự lập của cái tinh thần Hoa Kỳ rất là cao. Một cái tinh thần nữa là cơ hội đồng đều, tức là equal opportunities. Có rất nhiều nước là có cái cách giống như là Việt Nam mình nói con vua thì lại làm vua, con bác xã chùa đi hốt lá đa. Trong khi ở Mỹ nó có những cái câu chuyện mà từ những người ở một cái hoàn cảnh rất là khiêm nhường, nghèo, mà họ lại vươn lên được ở một cái sự thành công rất là cao. Thành ra mới có cái câu của tiếng Mỹ là only in America, tức là chỉ xảy ra được ở nước Mỹ thôi. Nước Mỹ nó không có bảo đảm cái kết quả, nhưng mà nó bảo đảm cái cơ hội để mình được thành công. Mà một lần nữa, đây cũng là một cái trường hợp mà những người gốc Việt mình biểu dương cái bằng chứng của cái hệ thống cơ hội đồng đều. Rất là nhiều gia đình lúc ban đầu khó khăn, bố mẹ cực khổ, nhưng mà tới đời con nhờ những cái cơ hội ở đây mà học hành thành tài, rồi thì kiếm được việc thành công ở trong tất cả những cái lĩnh vực của xã hội. Và tôi chỉ nói thêm một cái tinh thần nữa thôi, là cái tinh thần tôn trọng mọi người, tức là equality. Có những nước khác nó có những cái phân biệt giai cấp, nhưng mà ở đây cái tinh thần đúng là mình không có kỳ thị một người vì màu da hay là vì họ tàn tật hay là vì họ là cái tôn giáo nào hay là cái khuynh hướng sinh lý của họ như nào, thí dụ những người đồng tính luyến ái, thí dụ như vậy. Thành ra nói tóm lại đó là công dân Hoa Kỳ là gì? Là thứ nhất bạn có quốc tịch. Thứ nhì nữa là bạn tôn trọng những cái tinh thần, những cái lý tưởng, những cái American values như là tinh thần dân chủ, tinh thần tự do cá nhân, cái tinh thần tự lập, tôn trọng người khác và cơ hội đồng đều. Và nếu mà quý vị làm những điều đó đó thì quý vị là 100% công dân Hoa Kỳ, không phải là 50%, không phải là 90%, mà là 100%. Không ai có thể nói với mình là họ là người Mỹ nhiều hơn mình chỉ vì những cái yếu tố mà không có lệ thuộc gì về cái định nghĩa này hết, tức là totally irrelevant. Thí dụ như là màu da của họ như thế nào, hay tổ tiên của họ đến như thế nào, hay là họ nói tiếng Anh hay hơn chẳng hạn. Ngược lại, mình cũng không có nhìn xuống mà mình nói ai là kém công dân Hoa Kỳ hơn mình chỉ vì những yếu tố như là tôn giáo của họ hay màu da của họ hay là họ tàn tật chẳng hạn. Tôi muốn đọc lại cho quý vị một cái câu mà Tổng thống Teddy Roosevelt nói mà tôi rất là thích. Mà tôi muốn đọc nguyên bản trước, tại vì Tổng thống nói rất là hay, rồi sau đó thì tôi dịch tạm ra tiếng Việt. Thì ông nói là I am an American, free born and free bred, where I acknowledge no man is my superior except for his own worth, or no one inferior except for his demerit. Tức là tôi là người Hoa Kỳ, sinh ra tự do, lớn lên tự do. Tôi không chấp nhận ai hơn tôi, trừ phi họ làm những điều đáng kính, hay ai kém hơn tôi, trừ phi họ làm những điều xấu xa. Thành ra nếu mà quý vị gặp những cái đứa mà không hiểu biết, mà nó nhìn thấy cái màu da của mình, nó nói là go back to your country, hay là nó nghe mình nói một cái tiếng gì không phải là tiếng Anh, mà nó nói là speak English, you are in America, thì bạn biết là những đứa đó là nó không có hiểu biết. Nó không hiểu biết hiến pháp, nó không hiểu biết cái viễn tưởng của những người founding fathers của cái nước này, và nó không có định nghĩa người Hoa Kỳ giống như là Tổng thống Teddy Roosevelt. Thì khi mà tôi cần cái định nghĩa của người Hoa Kỳ, thì giữa Tổng thống Teddy Roosevelt với những cái người không hiểu biết này,
tôi sẽ nghe lời Tổng thống Teddy Roosevelt bất cứ lúc nào. Thành ra những cái người hiểu biết đó, thật ra họ lại không bằng là công dân Hoa Kỳ bằng bạn. Thành ra đó là về cái phần công dân Hoa Kỳ. Bây giờ tôi muốn chuyển sang cái phần cái di sản, cái nguồn gốc Việt Nam của mình. Thì như tôi nói lúc ban đầu, người công dân nào ở đây cũng vừa là công dân mà cũng vừa có cái di sản của cái nước nguyên thủy của mình. Mà cái di sản Việt Nam là một cái di sản rất là phong phú mà tôi rất là hãnh diện, vô cùng hãnh diện, không phải 50%, 90% mà là 100%. Tôi hãnh diện về cái nòi giống Việt Nam, một nòi giống mà ở cạnh một cái nước lớn hơn mình 15 lần mà sau 4.000 năm vẫn không bị đồng hóa. Tôi hãnh diện với cả ngàn cái gương thành công của người Việt trong nước cũng như ngoài. Mà dù thành công đến đâu, họ cũng giữ được cái tính chất đặc thù của cái nòi giống. Nội trong nước Mỹ thôi, tôi cũng có thể nhắc tới Thiếu tướng Lương Xuân Việt ở trong lục quân của Mỹ, Phó Đề đốc Nguyễn Tử Huấn ở trong hải quân của Mỹ, hay bà Jacqueline Nguyễn là thẩm phán của tòa bồi thẩm số 9 ở Mỹ, hay là phi hành gia ở NASA là Eugene Trịnh. Tôi rất là hãnh diện về lịch sử của Việt Nam, như là Hai Bà Trưng, nhiều nước ở bên Âu Tây đến thế kỷ thứ 19-20 vẫn còn nói về bình quyền cho phụ nữ, mà ngay từ thế kỷ thứ 1, năm 40 sau Thiên Chúa Giáng sinh, mà Hai Bà Trưng Trắc Trưng Nhị đã chỉ huy cả ngàn quân để đánh lại cái sự xâm lăng của giặc Tàu. Hay là Đức Trần Hưng Đạo chỉ huy cho quân đội cắm những cái cọc ở dưới sông Bạch Đằng để mà đánh với lại quân Nguyên Mông. Và còn bao nhiêu là những anh hùng hào kiệt khác như là vua Quang Trung, vua Lê Lợi, vua Ngô Quyền. Với một cái lịch sử như vậy, làm sao mà mình không hãnh diện được? Tôi hãnh diện với lại cái phong tục tập quán của Việt Nam, với lại cái ngày lễ Tết, thịt mỡ dưa hành, câu đối đỏ, cây nêu tràng pháo, bánh chưng xanh. Tôi hãnh diện với lại cái truyền thống thờ cúng ông bà, mình tỏ lòng biết ơn tổ tiên. Đó là một cái truyền thống mà những nước ở bên Tây hoàn toàn không có. Hay là cái truyền thống con cái rất là hiếu thảo với bố mẹ, mà cái tinh thần hiếu thảo đó nó rất là đặc biệt. Nó hơn là cái quan niệm mà I love you more than that ở trong những nước ở Âu Tây. Tôi rất là hãnh diện với lại đồ ăn Việt Nam, từ phở Hà Nội tới bún bò Huế tới bánh xèo và bao nhiêu là những món ngon. Trong cái đời đi làm của tôi đi rất là nhiều nước, ăn đồ ăn của rất nhiều quốc gia. Tôi biết tôi hơi chủ quan, nhưng mà tôi phải nói là mặc dù những đồ ăn khác ngon, nhưng mà đối với tôi đồ ăn Việt Nam là vẫn là ngon nhất. Và tôi rất là hãnh diện với lại cái ngôn ngữ, cái văn hóa của Việt Nam. Như là cái câu của nhạc sĩ Phạm Duy trong bài Tình Ca là tiếng nước tôi, tiếng mẹ sinh từ lúc nằm nôi. Đó là cái ngôn ngữ đầu môi của tôi, ngôn ngữ đầu tiên mà tôi nói ở trong đời. Và hồi bé tôi rất là thích về văn chương Việt Nam. Cái tiếng Việt ở trong văn chương nó thật là mượt mà. Cái chuyện Kiều của cụ Nguyễn Du, ngôn ngữ mặc dù đơn giản nhưng mà tượng hình, tượng cảm là vô cùng thần kỳ. Hay là tôi rất là thích chuyện Trinh Phụ Ngâm của cụ Đặng Trần Côn mà Đoàn Thị Điệp dịch. Bốn cái câu mà tôi cứ nhớ mãi là cùng trông lại mà cùng chẳng thấy. Thấy xanh xanh biết mấy ngàn dâu xanh biếc một màu, tình chàng ý thiếp ai sầu hơn ai. Tôi rất hãnh diện về giang sơn gấm vóc Việt Nam, từ ải Nam Quan đến mũi Cà Mau. Năm 2010, tôi và bà xã và hai đứa con về Việt Nam. Đối với tôi, đó là lần đầu tiên sau 38 năm. Chúng tôi đi xuyên Việt từ Bắc xuống Nam. Ở Hà Nội, tôi được thấy chùa Một Cột, tháp Rùa, cầu Thê Húc, Văn Miếu. Rồi sau đó chúng tôi dọc theo quốc lộ số 1 đi xuống miền Nam. Thì khi đi qua miền Trung, tôi nhìn thấy dãy Trường Sơn thật là hùng vĩ mà thật là dài. Đi từ khi trời còn sáng cho đến lúc mà trời hoàng hôn và nhìn thấy sương mù phủ ở trên núi. Tôi nhớ lại cái câu của nhạc sĩ Phạm Duy ở trong bài Tình Ca là đất nước tôi dãy Trường Sơn ẩn bóng hoàng hôn. Rồi khi vào tới miền Nam thì thăm Sài Gòn và nhìn thấy đất đai phì nhiêu, trù phú.
Với một cái giang sơn gấm vóc như vậy, làm sao mà mình không hãnh diện? Hồi đầu thế kỷ thứ 20, ở Mỹ có một cái quan niệm gọi là the melting pot, tức là cái nồi bỏ mọi thứ vô, đun sôi lên rồi trộn đều nó ra cho nó giống nhau hết. Để nói về cái sự là nước Mỹ là cái nước mà mọi người tới đây rồi cũng trộn đều thì trở nên giống nhau hết. Nhưng mà bây giờ hơn 100 năm mới thấy là cái quan niệm đó nó không có hoàn toàn đúng. Nó chỉ có đúng là cái phương diện là những cái lý tưởng, những cái tinh thần của Mỹ mà hồi nãy mình nói, tất cả những người nào là người Mỹ cũng đều phải chia sẻ vào những cái lý tưởng và những cái tinh thần đó và thực hiện trong cái đời sống hàng ngày của mình. Nhưng mà về cái phương diện văn hóa, cái di sản mà mình mang tới từ cái nước của mình thì cái quan niệm melting pot không có đúng. Theo ý tôi, cái quan niệm nó giống hơn là a mosaic. Tôi không biết mosaic dịch tiếng Việt ngắn gọn là như thế nào, nhưng mà nó là một cái bức tranh hay là một cái nền gạch mà nó ráp bởi cả trăm cả ngàn những miếng, mỗi một miếng nó có cái hình dạng, cái màu sắc khác nhau, nhưng mà ráp lại nó thành ra một cái toàn thể rất là đẹp. Thì mỗi người mình mang một cái di sản, một cái văn hóa của mình tới nước này, và có thể mình học hỏi lẫn nhau, nhưng mà mình vẫn giữ cái tính chất đặc thù và cái đẹp của cái di sản của mình. Và khi mà mình đem tất cả những cái di sản từ nhiều nước đến với nhau thì nó thành ra một cái mosaic, nó đẹp lộng lẫy huy hoàng với lại muôn hình vạn sắc. Và đó là cái quan điểm của tôi về cái chỗ đứng của người gốc Việt mình trong cái xã hội này. Nếu cái điều đó nó có thể giúp được một số trong chúng ta, hay nhất là của cái thế hệ sau chúng ta, tìm được một cái sự ổn định ở trong tâm hồn, biết được cái chỗ đứng của mình trong cái xã hội này để mình có thể cạnh tranh hay là tranh đấu một cách tự tin, một cách vững vàng và một cách hữu hiệu, và đồng thời có được cái tình thương và cái hãnh diện với lại cái nguồn gốc, cái di sản, cái heritage của mình, thì tôi sẽ rất là mãn nguyện và vui. Xin cảm ơn quý vị và chúc quý vị một ngày hạnh phúc và vui vẻ.